Chào anh Đông, thì cái cảm nhận của anh sau khi mà học á, thì anh có cái cảm xúc như thế nào cho những người Việt của chúng ta trong cái khắp mọi nơi về đây để mình học những cái buổi 2 ngày 3 ngày, thì cái cảm xúc của anh như thế nào sau khi anh thấy nhiều người anh em yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau? Ngoài ra mình học về cái system 7 với cái chính sách trả thưởng và những cái cách cái core habits của mình đó, những cái mà mình làm hàng ngày á, thì nó rất là tốt. Đó là về technical, về information. Nhưng mà ngoài ra cái đó đó là mình còn thêm cái mà mình có thể nói là trong sách vở nó không có, mà trong global system 7 nó cũng không có, là mình sẽ gặp những anh em cùng chí hướng với mình, cùng đồng hành với mình, thì mình sẽ tạo lên một cái mối quan hệ là mình có nhiều cái người bạn khắp cả trên nước Mỹ này, từ tiểu bang này qua tiểu bang kia. Nó cũng hay lắm, nó cũng làm cho mình cũng như là mình có tiền nhiều, có tiền tình thân hữu hơn, có thêm nhiều bạn, có thêm nhiều người mà đồng chí hướng, thì nó rất là vui. Mà có thể nói là mình nhiều kỷ niệm lắm, nhiều cái mà mình khó quên. Thì cái cảm xúc của anh thì anh thấy sao, người Việt mình như thế nào trong cái văn hóa của Nu Skin? Ở trong cái văn hóa cái New Skin, người cộng đồng người Việt Nam mình là rất là hỗ trợ lẫn nhau, nên nó rất là có như là có một cái tình người, tình thương, giúp đỡ lẫn nhau. Cái đó nó rất là hay, thì mình cũng nên là tiếp tục phát triển và khuyến khích anh chị nên gia nhập để mà mình có thêm bạn và có thêm sự hỗ trợ. Đó là Very good.